hai bảy phẩm kiên cố. Lúc ấy Ngài Xá Lợi Tử hỏi Ngài Thiện Hiện: khi các đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa là hành pháp bền chắc hay hành pháp không bền chắc? Thiện Hiện thưa: khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa là hành pháp không bền chắc, không hành pháp bền chắc. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì bát nhã ba la mật đa sâu xa và tất cả pháp hoàn toàn không có tánh bền chắc. Vì sao? Vì khi các đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa thì ngay nơi bát nhã ba la mật đa sâu xa và tất cả pháp còn chẳng thấy có pháp không bền chắc có thể đắc, vốn là thấy có pháp bền chắc có thể đắc. Bây giờ có vô lượng thiên tử cõi dục, thiên tử cõi sắc đồng nghĩ: nếu các thiện nam tử Bồ Tát thừa vân vân có thể phát tâm qua vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì tuy thực hành nghĩa lý sâu xa của bát nhã ba la mật đa nhưng thường không chứng đắc niết bàn, không rơi vào địa vị thanh văn độc giác. Do nhân duyên này nên loài hữu tình này rất là hiếm có, thường làm được những việc khó làm, phải nên kính lễ. Vì sao? Vì các thiện nam tử Bồ Tát thừa vân vân này tuy hành tánh pháp nhưng ngay nơi đó không chứng đắc. Khi ấy Thiện Hiện biết tâm niệm các thiên tử nên bảo với họ: các thiện nam tử Bồ Tát thừa vân vân này không chứng niết bàn, không rơi vào địa vị thanh văn độc giác, cũng chưa phải là rất hiếm có, cũng chưa phải là khó. Nếu đại Bồ Tát nào biết tất cả pháp và các hữu tình hoàn toàn chẳng có, hoàn toàn bất khả đắc mà vẫn phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, mặc áo giáp tinh tấn, thể độ vô lượng vô số vô biên hữu tình, giúp vào cảnh giới vô dư bát niết bàn, thì các đại Bồ Tát này mới thật là hiếm có, thường làm được việc khó làm. Thiên tử nên biết nếu đại Bồ Tát nào tuy biết hữu tình hoàn toàn chẳng có, hoàn toàn bất khả đắc mà vẫn phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, mặc giáp tinh tấn vì muốn điều phục các loài hữu tình thì giống như có người muốn điều phục hư không. Vì sao? Này thiên tử, vì hư không ly nên biết tất cả hữu tình cũng ly, hư không không nên biết tất cả hữu tình cũng không, hư không không chắc thật nên biết tất cả hữu tình cũng không chắc thật, hư không không sở hữu nên biết tất cả hữu tình cũng không sở hữu. Do nhân duyên này đại Bồ Tát đó mới thật là hiếm có, thường làm được những việc khó làm. Thiên tử nên biết đại Bồ Tát này mặc giáp thệ nguyện vì muốn điều phục tất cả hữu tình, nhưng các hữu tình hoàn toàn chẳng có, hoàn toàn bất khả đắc thì giống như có kẻ mặc áo giáp chiến đấu cùng hư không. Thiên tử nên biết đại Bồ Tát này mặc giáp thệ nguyện vì muốn lợi ích tất cả hữu tình, nhưng các hữu tình và áo giáp đại nguyện hoàn toàn chẳng có, hoàn toàn bất khả đắc. Vì sao? Này các thiên tử, vì hữu tình ly nên áo giáp đại nguyện này phải biết cũng ly, vì hữu tình không nên áo giáp đại nguyện này phải biết cũng không, hữu tình không bền chắc nên áo giáp đại nguyện này phải biết cũng không bền chắc, hữu tình không sở hữu nên áo giáp đại nguyện này phải biết cũng không sở hữu. Thiên tử nên biết việc đại Bồ Tát này điều phục lợi ích hữu tình cũng bất khả đắc. Vì sao? Này các thiên tử, vì hữu tình ly nên việc điều phục lợi ích này phải biết cũng ly, hữu tình không nên việc điều phục lợi ích này phải biết cũng không, hữu tình không bền chắc nên việc điều phục lợi ích này phải biết cũng không bền chắc, hữu tình không sở hữu nên việc điều phục lợi ích này phải biết cũng không sở hữu. Thiên tử nên biết các đại Bồ Tát cũng không sở hữu. Vì sao? Này các thiên tử, vì hữu tình ly nên các đại Bồ Tát phải biết cũng ly, hữu tình không nên các đại Bồ Tát phải biết cũng không, hữu tình không chắc thật nên các đại Bồ Tát phải biết cũng không chắc thật, hữu tình không sở hữu nên các đại Bồ Tát phải biết cũng không sở hữu. Thiên tử nên biết nếu đại Bồ Tát nào nghe như vậy, không chìm đắm, cũng không lo buồn hối hận, chẳng kinh chẳng sợ, thì nên biết đại Bồ Tát này là người thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Vì sao? Này thiên tử, vì hữu tình ly nên phải biết sắc uẩn cũng ly, hữu tình ly nên phải biết thọ tưởng hành thức uẩn cũng ly, hữu tình ly nên phải biết nhãn xứ cũng ly, hữu tình ly nên phải biết nhĩ tĩ thể thân ý xứ cũng ly, hữu tình ly nên phải biết sắc xứ cũng ly, hữu tình ly nên phải biết thành hương vị xúc pháp xứ cũng ly, hữu tình ly nên phải biết nhãn giới cũng ly, hữu tình ly nên phải biết nhĩ tĩ thể thân ý giới cũng ly, hữu tình ly nên phải biết sắc giới cũng ly, hữu tình ly nên phải biết thành hương vị xúc pháp giới cũng ly, hữu tình ly nên phải biết nhãn thức giới cũng ly, hữu tình ly nên phải biết nhĩ tĩ thể thân ý thức giới cũng ly, Hữu tình ly nên phải biết nhãn xúc cũng ly, hữu tình ly nên phải biết nhĩ tĩ, thể thân ý xúc cũng ly, hữu tình ly nên phải biết các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng ly, hữu tình ly nên phải biết các thọ do nhĩ tĩ, thể thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng ly, hữu tình ly nên phải biết địa giới cũng ly, hữu tình ly nên phải biết thủy hỏa phong không thức giới cũng ly, hữu tình ly nên phải biết nhân duyên cũng ly, hữu tình ly nên phải biết đẳng vô giáng duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên cũng ly, hữu tình ly nên phải biết vô minh cũng ly, hữu tình ly nên phải biết hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sanh lão tử cũng ly. Hữu tình ly nên phải biết bố thí Ba La Mật Đa cho đến bát nhã Ba La Mật Đa cũng ly. Hữu tình ly nên phải biết pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không cũng ly. Hữu tình ly nên phải biết trần như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ cũng ly. Hữu tình ly nên phải biết thánh đế khổ cho đến thánh đế đạo cũng ly. Hữu tình ly nên phải biết bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cũng ly.